Xin chào anh em, trên tay mình hiện tại là cuốn sách ảnh Lề Mê Công của nhiếp ảnh gia Lâm Đức Hiền. Thì cái cuốn sách ảnh này mình biết tới sau một cái bài phỏng vấn của Mắt Cá với lại cái nhiếp ảnh gia Lâm Đức Hiền này. Thì mình đọc xong hết cái bài phỏng vấn đó và mình xem những bức ảnh của Lâm Đức Hiền chụp cũng như những cái về tinh thần, về cái tư duy, về cuộc sống của Lâm Đức Hiền. Thì mình cảm thấy rất là thích và tìm mua cuốn sách này để đọc. Và hôm nay sau một khoảng thời gian khá khá mình xem xong rồi thì mình có những cái chia sẻ với anh em về cuốn sách này. Giới thiệu qua một chút về chú Lâm Đức Hiền. Thì chú Lâm Đức Hiền là một nhiếp ảnh gia người Lào gốc Việt. Mình thấy rất là thích cái phong cách hình ảnh của chú, nó rất là lãng mạn, nhẹ nhàng nhưng mà cũng mang rất là nhiều thông tin của tính báo chí ở trong đó. Đó thì Lâm Đức Hiền là một trong những nhiếp ảnh gia chụp chiến trường và có những cái thành tích rất là nhiều về cái sự nghiệp của mình, đó là đoạt giải của Guret Photo khi mà chụp bộ ảnh chân dung người Iraq năm 2001 và thực hiện rất là nhiều triển lãm. Đó thì cái cuốn sách này như là một cuốn nhật ký hình ảnh khi mà chú Lâm Đức Hiền tìm lại cái tuổi thơ của mình khi mà đi dọc qua cái dòng sông Mekong trong suốt 15 năm để chụp ảnh. Và đồng thời thì đây là một cuốn sách mà mình nghĩ rất có giá trị về mặt tư liệu khi mà kết hợp cùng một cái chú nữa tên là Philippe Francini. Thì chú này viết text cho những cái hình ảnh đó để bổ sung thêm những cái thông tin về văn hóa, con người, cuộc sống cũng như là những cái vấn đề về kiểu xung đột hay là vấn đề về môi trường đang tồn tại trong cái thời điểm mà cái chú Lâm Đức Hiền này tìm hiểu và chụp ảnh. Đó thì với cuốn sách này chúng ta sẽ có hai dạng xem. Là thứ nhất, đây là một cuốn nhật ký hình ảnh của một nhiếp ảnh gia kỳ cựu. Thứ hai là chúng ta có thể xem đây là như là một cuốn tư liệu rất là có giá trị về mặt đời sống, về mặt lối sống, về mặt văn hóa, về con người sinh sống dọc bờ sông Mekong, trải dài từ Việt Nam lên Campuchia, lên Lào, lên Tây Tạng. Thì cuốn sách này thì anh tính cho mình mượn, thì cuốn sách này mình được biết là mua với giá khoảng 30 đô thôi, rất là rẻ cho một cuốn sách rất là đẹp mắt về mặt hình ảnh cũng như những cái giá trị tư liệu mà nó mang lại. Thì mình nghĩ nó sẽ rất cho phù hợp cho các bạn xem ảnh. Thì một cái điểm hạn chế của nó chỉ là được viết bằng tiếng Pháp thôi, cho nên các bạn có dành thời gian ra để mà nghiên cứu cái xem cuốn này thì có thể bật những ứng dụng scan của camera hay của Google gì đó, chúng ta dịch lại đọc. Và đây trên tay mình đây là cuốn sách nè, mình sẽ mở cho các bạn xem. Và trước khi mình mở nó thì mình muốn nói thêm một chút thông tin về cuốn sách này. Thì cuốn sách Lễ Mất Công này được xuất bản vào năm 2007 là phải, phải. Và trước đó một năm thì Lâm Đức Hiền có những cái triển lãm rất là nhiều. Và có một cái triển lãm ở tại Huế đã triển lãm cái bộ ảnh này của Lâm Đức Hiền, là chụp về chân dung của những người trên cái dòng sông Mekong. Đó thì đây là bức ảnh Lâm Đức Hiền thực hiện trong vòng 15 năm. Bởi tổng cái chiều dài quãng đường trên cái dòng sông Mekong Lâm Đức Hiền đi đó là khoảng 4.200 km, một đoạn đường rất là dài. Đó thì cuốn sách này sau khi mình xem xong á thì mình rất là thích về cái mặt hình ảnh cũng như cái cách biên tập, mang khơi gợi cho mình rất là nhiều thứ cũng như nó có rất là liên quan tới cái chuyện mà đây là một cuốn ảnh nhật ký cá nhân. Đó, mình sẽ mở cho các bạn xem. Ok, đây là phần giới thiệu. Thì nói luôn cuốn sách này là được viết bằng tiếng Pháp, cho nên là cái lần đầu tiên mình xem chỉ xem hình ảnh thôi chứ mình không biết đọc tiếng Pháp. Đó thì các bạn có thể để ý những cái chất liệu về hình ảnh mà Lâm Hiền sử dụng, như là những cái con tem này, những tấm ảnh Polaroid chụp gia đình, có thêm thông tin về những cái cột mốc thời gian như là Tết hay là địa điểm Nha Trang chẳng hạn của gia đình Lâm Đức Hiền. Đó thì nó sẽ khơi gợi cái tính mà Lâm Đức Hiền nói khi thực hiện cuốn sách này, đó là tìm về danh tính của bản thân cũng như là về tuổi thơ, về gia đình chẳng hạn. Đây chụp là bà cố của Lâm Đức Hiền. Thì bố của Lâm Đức Hiền là người Việt, bà cố người Việt. Và Lâm Đức Hiền kể trong cái tự chuyện từ phỏng vấn của mình là bà cố của anh lúc mà anh trở về thăm Việt Nam thì bà cố sống ở Hà Nội. Đó rất là dễ thương. Đây những cái tấm bưu thiếp. Như thế bà cố Lâm Đức Hiền. Thì những cái trang đầu mình thấy Lâm Đức Hiền chọn về những cái chi tiết, về chất liệu, về những cái kiểu tín hiệu về hình ảnh rất là nhiều. Ví dụ như những tấm bưu thiếp như này, mình nói tấm ảnh gia đình hay gì đó, nó là một cái sự dồn lập về chi tiết để làm cho người xem cảm giác đây là một cuốn nhật ký hình ảnh. Mình thấy như vậy. Này, nhìn bà biết Việt Nam đấy hả? Bưu thiếp Việt Nam. Đây, một cái tấm ảnh bản đồ của có dòng sông Mekong ở đây nè.
Đó, thì cuốn sách này thì chúng ta ngoài cái chuyện coi như một cuốn nhật ký hình ảnh của Lâm Bắc Hiền thì chúng ta có thể xem như một cuốn tư liệu về cái dòng sông Mekong nữa, như mình đã nói rồi đó. Thì đây là bức bản đồ của cái dòng sông Mekong, chúng ta có thể nhìn thấy đây cái dòng sông Mekong mà Lâm Bắc Hiền đi. Thì Lâm Bắc Hiền đâu đó ở Lào lúc này, nhưng mà Lâm Bắc Hiền kể là từ nhỏ thì chú là người tị nạn, cho nên chưa bao giờ được đặt chân đến những cái thượng nguồn cũng như những cái hạ nguồn của dòng sông Mekong cả. Và khi đã trở thành giáo viên dạy là chú có một cái mong muốn là đi hết dòng sông Mekong, và chú bắt đầu đi từ hạ nguồn lên ở đồng bằng sông Cửu Long đó, đi ngược lên tới tận Tây Tạng. Đây, thì bạn nào chưa biết dòng sông Mekong này có thể nhìn vào tấm bản đồ này để có thể dựa vào đó mà định hình cho mình được cái dòng sông Mekong nó dài như thế nào, nó chảy qua đâu, nó vị trí thế nào chẳng hạn. Đây, một cái bản đơn giản hơn. Rồi. Đây, đây là cái cuộc hành trình chú bắt đầu đi từ đồng bằng sông Cửu Long trước, và đi từ hạ nguồn đó, từ Cần Thơ này. Những hình ảnh Cần Thơ, thì Cần Thơ lúc này đã mình thấy những cái dấu hiệu của cái việc đô thị hóa phát triển lên rồi nè. Những tòa nhà cao tầng mọc bờ sông, mà đâu đó vẫn còn những cái đặc sản rất là kiểu miền Tây, thuyền chở trái cây buôn bán ở dòng chợ nổi. Đó, ảnh này rất là đẹp. Thì Lâm Bắc Hiền kể là chú thực hiện bộ ảnh này và chú đi chụp trên dòng sông Mekong, chú mang 4 cái máy ảnh là rất là nhiều, để mỗi cái thể loại phù hợp, mỗi cái bối cảnh phù hợp, chú sẽ sử dụng một loại máy để cho nó phù hợp hơn, để đạt được hiệu quả về hình ảnh cao nhất có thể. Đó. Đây. Cảnh rất là tình cảm. Đó, thì cuốn sách này Lâm Bắc Hiền một phần là kiểu ghi chép bản thân, nhưng mà phần nữa là Lâm Bắc Hiền như một cái phóng viên, tại vì Lâm Bắc Hiền đã từng là một phóng viên ảnh, cho nên nó những bức ảnh của anh thường tập trung ghi chép vào những cuộc sống của người dân bản địa, như một kiểu tìm hiểu đó, mang cái tính thông tin rất là nhiều. Ví dụ như cái này là kiểu làng nghề chẳng hạn đó, những cô gái rất là đẹp đó, đi rẫy nè, vịt chấn động đó, làm mía, trái cây đó, cộng đồng người Hồi giáo ở Châu Đốc đó, cái này hình như ở rừng Tràm thì phải, rừng Tràm Trà Sư thì phải. Hôm bữa mình mới xuống đây chụp ảnh cách đây vài tháng đó, rất là đẹp. Đây, mình nói đến đây là một cuốn sách ảnh mình thích bởi vì cái phong cách hình ảnh đặc trưng của Lâm Hiền nó xuất hiện trong cuốn sách đó, nó kết hợp rất là nhiều yếu tố về mặt hình ảnh. Đây, kể cả cách biên tập nữa, họ làm cho hai bức ảnh nó trở nên rất là đồng điệu với nhau. Đây là chú Tâm Hổ thì phải, Tâm Hổ nhìn mặt rất kỳ giống hổ, rất là đồng điệu ha. Đó, những cái vấn đề khác của xã hội chẳng hạn rất là đa dạng. Đây, thì có cảm giác ở chương phần đầu này của chuyến đi của Lâm Bắc Hiền này, mình thấy cảm giác là đây là một cái vùng đất rất là phù sa, rất là đa dạng về cái gọi là tài nguyên chẳng hạn, có cá, có ok. Thì mình xem xong cái gần như là cái chương đầu của cái đoạn đường mà Lâm Bắc Hiền đi, thì mình thấy đây là một nơi có cuộc sống rất là phong phú về mặt văn hóa, về mặt lối sống. Chúng ta có thể thấy là có cảm giác đây là một mảnh đất kiểu cực kỳ giàu phù sa chẳng hạn, đa dạng ngành nghề. À, những bức ảnh có phong cách ảnh như thế này sẽ xuất hiện rất là nhiều trong cuốn sách, bởi vì mình nghĩ đây là một cái trong những cái phong cách đặc trưng của Lâm Bắc Hiền. Anh đã chiến thắng trong một cái giải rất là lớn về những ảnh báo chí thế giới, đó là World Photo, chụp bộ ảnh người dân Iraq với cái phong cách tương tự đó. Thì tại sao được đại giải thì các bạn tìm hiểu thêm, mình nghĩ nó là một cái trường hợp rất là thú vị.
đây, những cái đặc trưng ảnh rất là đẹp ha. Lễ hội của ông Bốc mà. Đó, chúng ta đến cái nước quốc gia thứ hai mà sông Mekong chảy qua, đó là Campuchia nè ha. Kế bên Việt Nam luôn. Có cảm giác đó cũng khá là tương đồng về cái cuộc sống như văn hóa ở đây. Đó thì mình sẽ quên một quả chính, mình note dưới đây nè. Có lụt lụt, có mưa hạn hán, có đánh bắt săn bắt thú rừng ô nhiễm, rồi có những kiểu đa sắc tộc, người Hồi giáo, người Khmer, rồi có rất nhiều tài nguyên lúa gạo phù sa để chúng ta sinh sống đây. Nó đẹp đó, bức ảnh rất là đẹp. Cái này ở Angkor Wat thì phải đó. Ngoài cái chuyện mà ghi chép bằng nhật ký bằng hình ảnh như là một cái chuyến du hành, thì Lâm Hiền chụp những cái vấn đề về chính trị xã hội, những vấn đề về cuộc sống hiện tại rất là nhiều đó, những cái cuộc xung đột sắc tộc, những cái đế chế họ cạnh tranh nhau, họ mâu thuẫn với nhau, rồi có những cái cuộc kiểu xung đột về cả văn hóa và tôn giáo nữa. Rất là nhiều thứ đó, thì các bạn nào chịu khó mà không biết đọc tiếng Pháp thì có thể dùng cái cách nào đó để đọc được chữ, đọc được text rất là hay. Ngoài cái chuyện chúng ta xem hình ảnh đẹp về thị giác trồng cao su. Okay. Tập rất là hay. Đó, các bạn để ý là Lâm Bắc Hiền chọn, nãy giờ mình lướt qua một vài cái cặp ảnh thì mình thấy là một cái ảnh dung bên đây và một cái bối cảnh, một cái vật thể, một cái cảnh gì đó để chúng ta có thể mang tính kiểu tưởng tượng nhiều hơn, hoặc là nó bổ sung cho nhau, thấy rất là hay. Đó, đây phiên Lào nè, Lào là quê hương của Lâm Đức Hiền đó. Đó, cảnh rất là đẹp. Mình cảm thấy có một cái gì đó nó gọi là kiểu gần như là rất là hoàn thiện về mặt thị giác, nó lên một cái tầm kiểu rất là kiểu hoàn hảo hoàn hảo mặt thị giác. Là đa dạng cái kỹ thuật chụp cũng như cái phương cách thực hành giúp ảnh cho các bạn nào mà đang quan tâm về chưa biết chụp ảnh như thế nào thì có thể tìm hiểu. Voi Lũ Pha Băng Lào đó, một trong những cái cặp ảnh mà mình rất là thích nhất, gọi là thích nhất trong cái sách ảnh này đó. Một cái ảnh chụp voi và một cái ảnh chụp bằng bằng, nhưng mà biên tập lại thì có cảm giác như là một cái khối liền thể voi là đẹp. Như máy anh này thì chú chụp bằng máy X-Pen, máy để hay quá. Nó pha băng đẹp ha. Đây, trong những ảnh rất là đẹp. Thì Lâm Đức Hiền cũng có Instagram và Facebook cá nhân riêng, và kiểu chú vẫn còn chụp ảnh. Các bạn có thể follow theo dõi chú trên hai kênh đó, xem nhiều ảnh mới hơn. Rồi, chúng ta về một thượng nguồn Tibet. Đó, đây cảnh. Chắc
trên cao ha, nhìn cái bối cảnh thấy đang ở trên cao rồi đó. Núi, đồi núi này nè, mưa rất là đẹp. Thì nước của dòng sông Mekong sẽ chảy từ thượng nguồn xuống đó. Nhìn cảm giác nó hơi khắc nghiệt một chút. Mình cảm thấy vậy đó. Mọi thứ, những cái chất liệu trong ảnh nó vẽ nó khô khan, nó cứng hơn như kiểu đá này, những hình khối này nọ, mình cảm giác là như vậy. Nó không còn thơ mộng nữa. Cảm giác về hình ảnh nó là vậy. Lan Can River. Capital Dujin không gì chắc, chắc bạn của bạn chú Hiền. Đó, nhìn khá là trời trời. Lạnh lẽo. Đó, những nhân vật đặc trưng của vùng vùng núi Tibet. Đó. Đen luôn. Mình đang ở trong máy lạnh rồi, nhìn mấy ảnh này mà không thấy lạnh lạnh. Đây, mấy những cái chất liệu trong hình ảnh này nó rất là linh với nhau, rất là liên kết với nhau. Đây. Tibet. Đó, cặp đôi này cứ xuất hiện. Như đây là tấm ảnh cuối cùng. Đây là tấm ảnh cuối cùng. Thì nó một câu chuyện rất là hay là Lâm Bất Hiền kể rằng là đây những cái tấm ảnh mà chú tự chán chụp phim xong tự chán. Đó thì chú kể là chán ra ngoài nhiệt độ cực kỳ lạnh. Nó là một cái cảm giác mình nghĩ rất là hay. Thì các bạn muốn xem thêm câu chuyện này có thể tìm hiểu thêm ở cái những cái bài phỏng vấn của Mắt Cá rất là chi tiết đó, mình gợi mở thế thôi. Đó thì khi mà xem xong cuốn sách này thì mình thấy đây là một cuốn sách mình nghĩ khá dễ xem về mặt hình ảnh và rất là nhiều thứ mà để anh em thích chụp ảnh có thể học tập được về cái mặt hình ảnh, về kỹ thuật sử dụng ảnh, về cách biên tập đó. Và chúng ta cũng có thể phát triển những cái dáng cá nhân của mình có thể dựa trên cuốn sách này chẳng hạn. Đó, mình nghĩ rất là hay. Và kể cả những người đang làm những công tác về nghiên cứu lịch sử văn hóa con người cũng có thể coi cuốn sách này như là một cuốn sách mang cái giá trị tham khảo về mặt tư liệu rất là cao. Đó, được viết tất bởi bác Filippo Francini. Đó, thì cuốn sách này chỉ có giá khoảng hơn 30 đô một xíu thôi. Đó, rất là đẹp, rất là đáng giá. Rồi, mình muốn giới thiệu các bạn vậy. Xin cảm ơn.